anh đam mê dòng xe thì đặc biệt là xe bon đã ghé lại kênh YouTube của anh Thạch. Hôm nay Thạch xin giới thiệu cho anh em một con xe sao chia một càng, gọi là sao chia nữ đời 99, được nhập về Việt Nam của chúng ta vào năm 1999, và xe này dành cho nữ, có nghĩa là xe không cùng tay, xe có đề. Rồi thì bây giờ Thạch xin mời anh em hãy hướng mắt vào màn hình để xem con xe sao chia nữ 99 một càng. Rồi thì trên màn hình anh em đang thấy là con xe Sachia nữ 99 một càng. Xe này thì không cung tay, có đề, dành cho phái nữ anh em ha. Nhưng mà máy á, chạy cũng rất là phao nha. Thì tiếng nổ thì cũng không khác gì xì bo. Xe này là được Thạch dọn full mới rồi, nhưng mà đồ riêng theo xe còn cũng khá là nhiều. Nhiều lắm á. Như là heo nè, cùm nè. Nói là cùm này giờ còn riêng là cũng hơi bị khó á. Tại vì anh em biết không, con xe này đã được anh em full hai càng hết rồi, full lên hai càng rồi thì bỏ đề rồi, làm gì còn được cùm rin nữa đó. Và xe này được Thạch vô cây bô ram đẹp nha anh em, nổ cũng ác lắm á. Bô ram này á là bô ram của 110, đậu cũng hơi lâu, để Thạch đề coi nổ không. Đề hơi lâu cũng yếu bình, nhái giò nhẹ tiếp nó một cái anh em ha. Tại vì Thạch có một tay à, không có tay kéo le, phải có tay kéo le đạp cái nổ rồi đó, phải kéo le lên mới được. Thạch có một tay một à, tay mới cầm máy quay rồi. Tức quá rồi, để là tạm đây đi, rồi để Thạch kéo le. Anh em nhớ nha, chạy xì bon mà đậu lâu là phải kéo le đạp mới nhanh nổ nha. Nè, kéo le khác là nổ à. Luôn rồi đó anh em thấy không, đậu lâu ngày mình chỉ cần kéo le lên quất phát là nổ à. Đó rồi, ram đổ rất là ác. Nhiều vậy là sẽ có kèm theo hiện tượng này nè. Hén nhớt văng đó, anh em thấy nhớt văng không? Máy thì cực chuẩn anh em ha. Vành này cũng là vành vành chuẩn á, cặp vành này Thạch vô chiếc xe này cũng là cặp vành chuẩn anh em ha. Anh em thấy bản vuông không, và nó cũng là tăng lan nè, nhưng mà không ai không hai, nhưng mà cái nét này nó khác với cái vành mới của mình giờ đó. Anh em thấy không, cũng cạnh vuông nè, nó như vành riêng đấy đó. Trước cũng cạnh vuông luôn. Thường á, vành mới anh em á mua á, thì ở trước này nó vuông nè, ở sau nó bầu, là tăng lan 0202 mới của mình giờ á. Còn cặp này á là nó chuẩn hơn, mà cặp này Thạch thấy trên thị trường ít có bán lắm. Cái này Thạch siêu tập được cặp này, nhìn nó chuẩn rim, nhưng mà tìm mua nữa thì không có. Lấy vô con xe này luôn, dọn cho nó đẹp mắt. Rồi thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Xe
Hitachi 99 nữ không côn tay, dành cho nữ xe có đề. Rồi anh em nào mà thích con này, muốn mua về cho vợ đi chợ hay là chạy không côn tay á, thì liên hệ Thạch nha. Xe này là xe hải quan chính ngạch anh em ha. Ta chia 99 nữ, hải quan chính ngạch. Xe này là Thạch đang đứng tên luôn. Rồi, anh em cần cứ liên hệ qua số điện thoại ha. Rồi, giờ Thạch xin chào tạm biệt tất cả những anh em đam mê. Hẹn gặp anh em ở clip sau. Có gì hay về hay thì đặc biệt là xe bo, Thạch sẽ gửi đến cho anh em trên kênh YouTube này. Xin chúc cho toàn thể anh em đam mê có nhiều sức khỏe và sẽ chinh phục được đỉnh đam mê mà mình hằng mong ước.